Đây là mấy cái rau mình ăn với bánh xèo hả nè, ở bên này vườn nhà mình đúng không? Nói chung là thấy là gì rau rau rất rau răm, rồi có hẹ, có xà lách. Cái này xà lách là kiểu xà lách Thái này mình trồng ở nhà nè. Cá, giáp cá với rau nhiều loại đó, rau húng lưỡi, nói chung là khoảng 4-5 loại rau lận. Nhưng mà sao vậy, làm sao mình biết nó bị nó chín rồi được? Không, cái này cà chua nó không cần phải chín đâu. Vậy chứ nếu mà mình bỏ lên bánh xèo rồi mình biết nó có chín không? Chín chứ, xanh chín. Rồi, cái bột này là nếu mà mình pha là pha làm sao? Bột sao, mình nước làm sao? Gói bột em nó nói pha một lít, nhưng mà em pha có 85 chưa tới một lít, em pha hết lại. Là nói chung là cái độ đặc hoặc lỏng là ăn thua mình thích hả? Rồi thấy hình như có hành lá có thêm hành lá thì nó có mình hành lá với bột nghệ, nước cốt dừa nữa, chút xíu dầu ăn trong bột nữa. Yeah. Rồi mình có bỏ chứ tiêu hay gì trong đây không? No. Có bột ngọt hay là đường gì không? No, là bột là nó đã sẵn cái đó rồi. Đây là hành mình bào nhỏ nhỏ ra đây, mỏng mỏng rồi. Còn ở đây là giá với hành trắng. Mình thấy con tôm mà nó vàng vàng như vậy là chắc cũng được rồi hả? Sắp chín rồi đúng không? Chín rồi đó. Cái gì con? Thay vua hả? Trời, để ba làm công chuyện xíu đã. Xíu ba mở cho coi. Con lại lấy thái đó ba coi đi. Cái lửa này mình để lửa thường hay là lửa to? Lửa vừa, đừng có to quá. Mình bột vô. Bột vô. Nó tráng đều rồi. Tráng đều như vậy. Bột nó đừng có dày quá. Là mỗi lần mình đổ là mình bỏ vô 2 muỗng bột. Ừ, tại cái chả bự mà. Ừ. Mình phải tráng đều thôi mà. Thấy không? Ừ. Tráng đều như vậy. Rồi. Tráng đều như vậy. Ồ, là mình phải xin vậy cho nó ấy xuống luôn. Ồ. Để xuống đây. Xong rồi mình đậy nắp lại. Đậy nắp lại. Khoảng 1-2 phút gì đó. Mình phải chờ 1-2 phút. Đây là cái đầu tiên nha. Thường thường mấy cái sau phải ngon hơn cái đầu tiên. Đầu tiên là nó làm cho chảo nó nóng nè.
thấy bột cái đồ chín rồi đó. Vậy là nó chín cả hai bên rồi hả? Bây giờ mình bắt đầu mình bỏ cho nhân vô. Là mình để một bên thôi, tại bên kia xíu mình kẹp lại. Ừ. Xong. Một bên thôi. Ừ. Mình có đậy nắp lại nữa không? Không, không đậy nắp nữa. Bây giờ là mình cho một muỗng dầu vô xung quanh để cái vành bánh, cái vành bánh nó cho nó giòn hả? Nó giòn bánh. Ờ, mình cứ cần cái thấy... mama. Gì cơ? Thế rồi. Là bỏ một muỗng vô cái vành nó vậy. À. Chờ con, chờ, để ba đang quay phim con. Thấy không? Ừ. Rồi đó. Rồi, được rồi đó. Chứ nào mới rửa không biết đẹp đâu. Khi nào chảo lóc quá thì nó mới đẹp. Mình thấy bột còn còn chỗ này mềm á. Lúc nào nó cũng phải có chỗ khúc, chỗ cứng, chỗ mềm chứ. Trở lại bên nữa hả? Mình đợi về khoảng bao lâu? 30 giây không? Tùy mình. Nói chung là mình canh canh mình thấy rồi nó vàng vàng là được đúng không? Dẫn ngang đi. Đó là xong một cái rồi.